Ngày 10 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một lô thuốc điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành. Theo điều tra, ngày 9 tháng 9, các đơn vị đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51D483 do Trần Văn Hoàng, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang, điều khiển lưu thông ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện có 400 hộp thuốc nhãn hiệu Trung Quốc. Tài xế khai nhận số thuốc trên được vận chuyển từ kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Toyo, có địa chỉ ở đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét kho hàng của công ty này tại đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, lực lượng thu giữ 9.200 hộp thuốc cùng loại và tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lô hàng này có nhãn hiệu Trung Quốc được gọi là Liên Hoa Thanh Ôn, được quảng cáo có tác dụng điều trị COVID-19. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.